Chị ơi, sao mà một mình buồn quá vậy? Buồn quá anh ơi, mọi người cứ bảo rằng dòng máy thái chuối của Takeo TK15 của em nhỏ gọn như vậy nên là không thấy được những thân cây chuối. Anh thấy ngoài vườn có nhiều chuối lắm, sao em không thái thử cho mọi người xem đi? À, vậy bây giờ em và anh cùng đi chặt chuối để test thử cho mọi người xem về dòng máy thái chuối của Takeo TK15 này luôn nhé. Bà con ơi, đây là chuối mà nhà em trồng được 4 năm tháng rồi. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu đốn từng thân cây chuối vào để test cho bà con cùng xem với dòng máy thái chuối của Takeo TK15 nhé. Và đây là những thân cây chuối mà Ngọc Chi vừa mới ra vườn để chặt về. Và Ngọc Chi tin chắc rằng là những thân cây chuối này chắc chắn là tươi 100% đấy nhé bà con. Sẽ giúp cho gia súc của mình ăn dễ dàng cũng như là cho vật nuôi mau ăn chóng lớn. Bây giờ thì Ngọc Chi sẽ bắt đầu test thân cây chuối này cũng như là bắt đầu ghim điện cho bà con cùng xem nhé. Bà con nhớ là cho máy hoạt động không tải là từ 10 đến 15 giây nhé bà con. Trong một thời gian ngắn thì dòng máy thái chuối đã thái xong được những thân cây chuối to rồi nhé bà con. Và bây giờ thì bà con hãy cùng Ngọc Chi cùng xem thành phẩm nhé. Với thành phẩm là những lát chuối mảnh, đều và đẹp này thì rất là phù hợp cho gia súc ăn như là trâu, bò, dê, lợn nhé bà con. Và bây giờ thì em sẽ cho mọi người và bà con biết là tại sao nên chọn dòng máy của Takeo TK15 nhé. Thứ nhất là dòng máy này có thiết kế đơn giản nhưng đem lại hiệu quả cao. Máy nhỏ gọn cùng với chất liệu được làm bằng thép giúp cho máy chắc chắn và bền bỉ. Thứ hai là máy sẽ trang bị dao hai lưỡi được làm bằng thép rèn nhíp ô tô cực kỳ sắc bén. Từ đó là cho ra được năng suất cao lên đến là 500 đến 700 kg/giờ. Và thay vì mất một buổi sáng để thái chuối bằng tay thì bây giờ bà con chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút nhờ vào máy thái chuối của Takeo TK15 này rồi nhé. Thứ ba là dòng máy thái chuối của Takeo TK15 đang được bán với giá cực kỳ ưu đãi tại công ty trách nhiệm hữu hạn của Takeo nhé bà con. Với dòng máy này thì bà con sẽ được bảo hành lên đến là 18 tháng, cùng với đó là motor 1:1 trong vòng 12 tháng nếu lỗi do nhà sản xuất. Và với 15 năm kinh nghiệm thì chúng tôi tin chắc rằng là bà con sẽ nhận được một sản phẩm tốt và phù hợp nhất giúp cho bà con tiết kiệm được thời gian cũng như là công sức trong chăn nuôi. Và Ngọc Chi mong muốn rằng là với dòng máy này thì bà con chỉ mất khoảng 5 phút trong quá trình bà con thái chuối cho gia súc như là bò, dê, lợn ăn nhé bà con. Vậy còn chần chờ gì nữa mà bà con không nhấc điện thoại lên để gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình để sở hữu ngay một công cụ đắc lực hỗ trợ cho bà con trong chăn nuôi nhé. Hoặc bà con có thể để lại bình luận bên dưới để nhân viên của Takeo có thể gọi lại cũng như là hỗ trợ mọi thắc mắc cho bà con.